Chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ly Kỳ. Và hôm nay hết Tết, vẫn như thường lệ, Chuyện Ly Kỳ vẫn sẽ tiếp tục gửi các bạn về những đoạn phim có thật được quay lại ngoài đời. Thì trong thời gian Tết vừa qua thì cũng có một số bạn tâm đắc với kênh là có chia sẻ là trong khi về quê thì họ đã vô tình nhìn thấy những cái hình bóng mờ ảo hiện ra trên những ngôi mộ, tại vì người ta về quê thì người ta đảo mộ thì cắt cỏ rồi đó, thì tối tối thì kể là tối tối là vẫn vô tình nhìn thấy thôi chứ không phải là gì, thì nó cũng mờ ảo, cũng không biết là thật hay không. Thì với thế giới tâm linh mà chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể như thế nào, thì việc mà nhiều người nhìn thấy hồn ma chắc chắn là điều có thật, tại vì ở những nơi đó âm khí nó cao và những vùng quê mà cái nhà sống thưa thớt, nên đi đến những nơi mà hoang vắng hoang vu và những nơi mà có ngôi mộ này ngôi kia thì chắc chắn việc hiện mà người đó chia sẻ là nhìn thấy là điều chắc chắn. Thì cũng có một số người chia sẻ là sau khi người thân mất trong vòng 49 ngày thì người nhà liên tục nằm mơ thấy người thân hiện về nói này nói kia rồi khóc lóc. Thì thậm chí một số người nhìn thấy là vào lúc 12 đêm mà trong khi mà vẫn còn trong 49 ngày thì thấy cái dưới nhà có bước chân vào và có bước chân mà xuống thì không thấy ai đó. Thì vấn đề đó cũng nhiều người lý giải là trong 49 ngày người thân vẫn còn lưu luyến hoặc là quanh quẩn ngay cái nhà của mình đó. Thì đó chứng tỏ rằng thế giới vô hình là hoàn toàn có thật. Thì mà những ai đã từng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tin những gì mà tôi chia sẻ, còn những người mà người ta không tin thì nói sao cũng vậy thôi. Thì trong đoạn video hôm nay cũng có những cái trường hợp như vậy, những người mà người ta chết oan chết ức thì linh hồn của họ chắc chắn sẽ không siêu sinh và vẫn còn quanh quẩn ở khu đó, như đang chờ đợi ai đó có thể là làm việc tốt hoặc là lập đàn giải oan cho họ. Thì để không mất thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào nội dung ngày hôm nay. Đây là đoạn phim được một nhóm thanh niên trên blogger Hakana Ghost quay lại vào ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại một khu nhà chung cư bỏ hoang ở vùng Yamanashi, Nhật Bản. Theo như những gì được các thanh niên này chia sẻ trên trang blog sau khi đã upload đoạn phim này, kèm theo dòng mô tả ghi lại như sau: Ngày 15 tháng 7 năm 2016, chúng tôi đã quyết định đi đến khu nhà bỏ hoang ở vùng Yamanashi. Theo như chúng tôi được biết, khu nhà chung cư này đã bị bỏ phế hơn 2 năm qua, kể từ sau khi tại đây xảy ra một trận động đất với cường độ 3,5 độ Richter. Với cường độ như vậy mà đã khiến căn nhà bị hư hại đến thế này, thì việc nó bị đình chỉ hoạt động và được lệnh tháo dỡ là điều tất yếu. Chúng tôi không thể tưởng tượng được nhà thầu làm việc như thế nào. Thật sự chúng tôi rất sợ khi bước chân vào đây, bởi chúng tôi nghĩ rằng nó có thể sập bất cứ lúc nào. Mặc dù ngoài lối vào có căng dây và biển báo nơi nguy hiểm cấm vào, nhưng vì tò mò, chúng tôi cũng vào xem sao. Theo như những gì chúng tôi tìm hiểu, thì sau trận động đất 3,5 độ Richter tại khu nhà chung cư này đã được báo cáo với chính quyền địa phương về một trường hợp tử vong của một người đàn ông trung niên có tên là Yatanashi, 40 tuổi, không có gia đình và đã dọn về đây sinh sống hơn 6 tháng. Kể từ sau vụ việc xảy ra, đội kiểm tra chất lượng công trình đã bắt tay vào việc kiểm tra kết cấu cơ sở hạ tầng và giấy đình chỉ đã được đưa ra ngay sau đó. Sau một khoảng thời gian quay lại những gì trong căn nhà này, chúng tôi đã vô tình phát hiện một điều kinh khủng tại đây. Khi đi đến căn phòng cuối cùng cạnh bên cửa sổ, một hình dáng mờ ảo hiện ra, khiến chúng tôi giật mình và bỏ chạy. Sau khi xem lại đoạn phim này, chúng tôi mới thực sự tin rằng đó không ai khác chính là hồn ma của ông Yatanashi, người bị một bức tường đổ vỡ đè lên trong trận động đất 3,5 độ Richter đó. Đi đến ngôi đền Tariku nằm ven bìa rừng ở vùng Okinawa là điều mà Takeona và Sahata đang làm để cầu mong những điều tốt lành trong thời gian sắp tới. Theo những gì được Takeona chia sẻ thì Sahata đang gặp một vấn đề khó khăn về công việc làm và gia đình, nên Takeona đã bày cho Sahata tìm đến ngôi đền Tariku này để cầu mong sự may mắn và an lành.
Và thời gian đoạn video này được quay lại là vào lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 6 năm 2014. Họ hẹn nhau tại một ngã ba đường và tiến hành đi bộ đến ngôi đền này. Khi đến nơi, Takeona bảo Sahata đi vào và cầu xin những gì mà anh ta muốn. Sau khi đã khấn vái xong, họ ra về. Nhưng điều đáng sợ chỉ xảy ra khi họ bước ra từ ngôi đền, nơi mà được dán những lá bùa yếm màu trắng xung quanh những gốc cây, cổng đền và cửa đền, như đang chấn giữ một cái gì đó đáng sợ đằng sau đó. Cái điều mà chỉ khi họ xem lại đoạn phim này mới ngỡ ngàng được biết rằng họ đã luôn bị theo dõi kể từ khi họ bước chân qua cánh cổng này. Đây là đoạn phim được Wakaba và Yamata tình cờ quay lại khi họ đi ngang qua một khu công viên vắng tại vùng Akita. Theo như những gì họ chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, thì hôm đó thực sự đã khá khuya, tầm khoảng 11 giờ đêm. Họ đang trên đường trở về từ một bữa tiệc được tổ chức tại cơ quan nhân ngày sinh nhật của giám đốc. Hôm đó thực sự là rất vui, bọn họ đã cùng nhau ăn uống và cười đùa. Sau đó cả bọn kéo nhau đi hát karaoke tại một cửa hàng gần đó. Sau khi hơi men đã giảm bớt và có phần tỉnh ra đôi chút, họ quyết định chia tay và ra về. Do nhà của Wakaba và Yamata cũng gần đây nên họ đã để xe lại cơ quan và đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua khu công viên này thì Wakaba phát hiện một điều gì đó khác thường từ đằng xa. Một người đàn ông kỳ lạ cứ đứng nhìn chằm chằm về phía họ. Thấy vậy nên Yamata đã dùng điện thoại để quay phim lại. Nhưng hôm nay lạ thường làm sao, khi quay được một chút thì điện thoại bị nhòe và đen thui, một lúc sau thì mới sáng trở lại. Điều đáng nói là mỗi khi bị nhòe thì người đàn ông kia cũng biến mất và hiện ra mỗi lúc gần hơn. Rồi một lúc sau, ông ta biến mất hẳn. Cho đến khi xem lại đoạn phim này thì họ mới ngỡ ngàng được biết rằng người đàn ông lạ mặt đó không biến mất mà hiện ngay đằng sau lưng họ. Và sự trùng hợp đáng sợ là tại khu vực này trước đây, cảnh sát đã điều tra và phát hiện ra một xác chết của một người đàn ông được giấu kín trong túi ni lông rồi bị bỏ cho một thùng rác công cộng tại đây. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Để ủng hộ chị Đi Kỳ thì các bạn hãy nhớ like và chia sẻ video thật nhiều để giúp kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.